Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review đến các bạn ISO BeyondBox. BeyondBox sẽ định hướng tới phần công nghệ sẽ thay đổi thế giới trong tương lai. Thì hiện nay ISO này thì đang trong giai đoạn phát hành và chỉ còn 3 ngày 11 giờ nữa là thời gian mua ISO sẽ kết thúc. Vì vậy thì các bạn không còn quá nhiều thời gian để có thể cân nhắc nữa và hãy nhanh chóng quyết định để đầu tư vào ICO này luôn, thì đây là một ICO rất là tiềm năng. Mình sẽ giới thiệu một chút về BeyondBox. BeyondBox thì sẽ được thừa kế và phát triển nền tảng công nghệ Ethereum với mã nguồn mở là P2P, tăng tốc tất cả các giao dịch nhanh chóng, sẽ giảm thiểu rủi ro, tăng cường bảo mật và sẽ không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào. BeyondBox sẽ có một lộ trình phát triển minh bạch rõ ràng và tất cả các phiên bản ví BeyondBox sẽ được cập nhật đầy đủ, nơi khách hàng có thể bảo mật trên ví hoặc giao dịch liên tục trên các sàn giao dịch trên thế giới. BeyondBox sẽ là tiền điện tử đa chức năng và có thể được sử dụng trong dịch vụ trao đổi, dịch vụ mua sắm, hoàn lại tiền hay là trong trò chơi. Về giờ BeyondBox và cách sử dụng. BeyondBox thì sẽ có khả năng khả dụng, trao đổi giá trị hợp lý cho người mua để truy cập vào dữ liệu của họ thông qua mật mã, tăng lãi suất cho mua sắm trực tuyến bằng mật mã, cho phép hiểu rõ hơn về khách hàng dựa trên chế độ xem đầy đủ của lịch sử mua, kiểu và tùy chọn và giá của họ, hồi sinh ngành công nghiệp bán lẻ và trò chơi bằng nền kinh tế mới của dữ liệu blockchain, sẽ tăng chuyển đổi giao dịch. Về cửa hàng BeyondBox, phương thức thanh toán chủ yếu sẽ dựa trên tiền tệ và mã thông báo box sẽ đóng vai trò chính. Về cash-based collecting, đây sẽ là khoản hoàn lại tiền hoàn toàn độc đáo. Chương trình sẽ cho phép có thể giữ tiền xu trên nền tảng, đặc biệt chỉ trong vòng 10 ngày và sẽ nhận được lãi suất là 0,97% cố định một ngày. Về trao đổi và giao dịch, sự trao đổi này sẽ có sẵn ngay lập tức sau khi kết thúc ICO, và chủ sở hữu có thể trao đổi mã thông báo của họ với người mua sắm và nhà đầu tư cho vay. Về ra mắt sản phẩm sau ICO, bạn sẽ có một nền tảng chất lượng cao và thiết kế thì không hề bị lặp lại. Nền tảng mua sắm BeyondBox, mua sắm trực tuyến ngày nay thì có doanh thu hàng triệu đô và là cơ hội lớn cho cả lĩnh vực của kinh doanh này. Dịch vụ trao đổi BeyondBox thì bạn có thể trao đổi nhanh chóng, sẽ được bảo mật thông tin, rồi hoàn lại tiền và trò chơi. Về số lượng token, hiện nay sẽ có 6 triệu BeyondBox token sẽ có sẵn để mua trong quá trình bán mã thông báo. Xin lưu ý rằng giao dịch mua mã thông báo tối thiểu cho ICO này là 200 thẻ BeyondBox và ICO đã bắt đầu. Về phân bổ thì 20% sẽ dành cho phần PR quảng cáo, 5% sẽ phân bổ dành cho team và 75% sẽ dành cho để bán ICO. BeyondBox ban đầu sẽ nắm giữ 5% token để sử dụng trong việc khuyến khích mở rộng và áp dụng nền tảng BeyondBox giữa những người dùng mới. Tên của token này đó là BeyondBox, có viết tắt đó là BOX. Hệ điều hành đó là Ethereum, số lượng mắc đó là 8 triệu box. Về số lượng lưu thông sẽ là 7.600 box. ICO sẽ có giá 1 Ether thì bằng 2.000 box. ICO bắt đầu vào ngày 20 tháng 3 và kết thúc vào ngày 15 tháng 5. Mục tiêu tối thiểu của vốn thị trường này sẽ là 2.500.000 đô la. Dưới đây là danh sách trao đổi có trên Ether Delta, Coin Exchange, Litecoin và Bitcheck, Orchid, HitBTC. Và đối với danh sách trao đổi này thì sẽ bắt đầu khi mà ICO này lên sàn. Dưới đây đó là roadmap của dự án. Dự án này thì bắt đầu từ tháng 12 năm 2017 và đã có lộ trình đến quý 4 năm 2019,
sẽ bắt đầu đó là chạy dự án này. Đối tác chiến lược của Bangkok đó là Banggood, Chainly, Colgate, Esport, Snapdeal. Dưới đây đó là đội ngũ của Bangkok. Đội ngũ của Bangkok bao gồm 6 người. Đây là những chuyên gia tài năng từ nhiều ngành với kinh nghiệm và thành công trong ngành công nghiệp. Sau khi làm việc cùng nhau để xây dựng thương hiệu và cộng đồng Bangkok, nhóm của chúng tôi có tỷ lệ trải nghiệm chuyên nghiệp và sẵn sàng tạo ra những sản phẩm hiện đại mà mọi người yêu thích. Họ sẵn sàng đã có thể đảm nhận những thách thức và mục tiêu mới. CEO đó là ông Nguyễn Ben, đã làm việc hơn 20 năm trong ngành công nghệ thông tin. Ông Pavel Pakhamko là một nhà phát triển phần mềm đam mê về Thinkery với nhiều năm kinh nghiệm làm nhà phát triển cao cấp cho các dự án quy mô lớn khác nhau. Bà Slapak đó là phụ trách quản lý cộng đồng. Ông Andrew Chu sẽ phụ trách tiếp thị và quan hệ công chúng. Bà Maria sẽ phụ trách về Repo Center. Ông Chu Sun Quốc sẽ là chuyên gia về front end. Dưới đây là một số tài liệu như là về white paper, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của ICO Bangkok. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm thông tin về Bangkok qua các kênh thông tin như ICO Tracker, CoinGecko, Check ICO, ICO Panic, v.v. Nếu bạn có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi ở đây. Họ sẽ trả lời bất kỳ khi nào mà nhận được thông tin từ bạn. Dự án này thì cũng sắp kết thúc rồi, thì hãy nhanh chóng để đầu tư vào ICO tiềm năng này. Cảm ơn các bạn lắng nghe.